hình thành và thu phí từ cuối năm 2016, nhưng ngay sau đó trạm T2 BOT quốc lộ 91 liên tục bị chính quyền, người dân và doanh nghiệp tỉnh An Giang phản ứng vì cho rằng đặt sai vị trí. Vậy trạm T2 này được sinh ra như thế nào? Trạm T2 thuộc dự án BOT quốc lộ 91 do công ty cổ phần đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ An Giang làm chủ đầu tư, luôn là vấn đề nóng của chính quyền, người dân và cả doanh nghiệp tỉnh An Giang suốt 3 năm nay. Ngày 1 tháng 11 năm 2013, Chánh Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Lưu đã ký văn bản thông báo truyền đạt kết quả của ông Nguyễn Văn Thể, lúc này là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, về việc triển khai dự án BOT quốc lộ 91 và việc đặt trạm thu phí T1 để hoàn vốn. Theo kết luận trên, dự án BOT quốc lộ 91 ban đầu chỉ có một giai đoạn, đó là cải tạo nâng cấp quốc lộ 91 đoạn từ km 14 đến km 50+889. Ngày 22 tháng 11 năm 2013, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chấp thuận việc công ty cổ phần đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ An Giang đặt trạm T1 tại km 16+905 thuộc quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải có quyết định chấp thuận cho công ty cổ phần đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ An Giang đầu tư xây dựng dự án như trên. Thế nhưng, mọi phát sinh rắc rối có thể xuất phát từ việc xem xét nâng cấp cải tạo quốc lộ 91B. Quốc lộ 91B nằm trong nội ô thành phố Cần Thơ, bị hư hỏng nghiêm trọng sau 2 năm đưa vào sử dụng. Do đó, ngày 21 tháng 7 năm 2014, tại buổi làm việc giữa Bộ Giao thông Vận tải, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục đề xuất mở rộng thêm tuyến quốc lộ 91B, hội nghị cũng thống nhất ghép dự án mở rộng quốc lộ 91B chung với dự án quốc lộ 91 được phê duyệt trước đó. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải lúc đó là ông Đinh La Thăng có thông báo thống nhất với phương án trên. Từ đó, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản gửi Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đề nghị thống nhất chủ trương đầu tư, phương án quy mô đầu tư cải tạo mở rộng quốc lộ 91B từ km 0 đến km 15+793. Thế nhưng, khi có một điều chéo ngoe ở đây, thay vì đầu tư tại đâu thì đặt trạm thu phí trên tuyến đó, Bộ Giao thông Vận tải lại đề nghị đặt trạm T2 thu phí hoàn vốn cho tuyến đường này tại km 50+050, nằm trên tuyến quốc lộ 91 ngay đoạn qua phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, Cần Thơ như hiện nay. Sau các đề xuất của địa phương cùng các bộ ngành liên quan trình lên Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép dự án quốc lộ 91B và quốc lộ 91, quá trình này đã làm dự án BOT quốc lộ 91 từ 1 thành 2 giai đoạn đầu tư. Bị phản ứng nhưng vẫn xây dựng. Sau khi dự án quốc lộ 91 hoàn thành đưa vào thu phí trạm T1 vào tháng 3 năm 2016, đến năm 2017, trạm T2 cũng được đưa vào vận hành thu phí. Từ thời điểm này, trạm T2 đã gặp phản ứng khá gắt gao từ Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh An Giang, tỉnh Kiên Giang và nhiều doanh nghiệp. Đa số cho rằng họ không sử dụng quốc lộ 91B nằm trong nội ô thành phố Cần Thơ và chỉ sử dụng khoảng 300 mét đường ở dự án quốc lộ 91 nhưng phải trả phí cho toàn dự án. Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Chủ tịch Hội Vận tải ô tô tỉnh An Giang cho biết, tính đến nay ông đã ký 15 bản kiến nghị giải quyết các vấn đề về trạm T2. Trước khi xây dựng trạm T2, Hiệp hội cũng đã có văn bản phản ứng vì vị trí đặt quá vô lý nhưng chẳng ai quan tâm xem xét, ông Xuân nói. Đứng trước các bức xúc của người dân và kiến nghị của địa phương, tháng 6 năm 2017, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật có công văn hỏa tốc giải đáp kiến nghị mua lại dự án BOT quốc lộ 91 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và kiến nghị di dời trạm T2 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng việc mua lại dự án BOT quốc lộ 91 và 91B là chưa có tiền lệ và ngân sách nhà nước cũng rất hạn hẹp. Riêng việc di dời trạm T2, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị chủ đầu tư rà soát xem xét trên nguyên tắc khả thi và phương án tài chính, giao vụ đối tác công tư và tổng công ty đường bộ tham mưu xử lý.
Tương tự, ngày 4 tháng 1 năm 2018, Văn phòng Chính phủ có thông báo truyền đạt kết nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp các bộ, cơ quan và địa phương có liên quan kiểm tra đánh giá để có phương án đặt trạm phù hợp nhất trước khi khánh thành cầu Dòng Cống. Thế nhưng, không biết các bộ ngành giải quyết thế nào, đến nay trạm thu phí BOT T2 vẫn án ngữ tại vị trí cũ để thu tiền bất hợp lý của người dân An Giang qua lại hàng ngày. Qua tài liệu do chủ đầu tư cung cấp, tuyến quốc lộ 91 được nâng cấp cải tạo mặt đường với tổng chiều dài gần 37 km, không tính tuyến gánh. Tuyến quốc lộ 91B được đầu tư nâng cấp cải tạo mặt đường với tổng chiều dài 16 km. Tổng mức đầu tư là hơn 1.720 tỷ đồng. Chi phí giải phóng mặt bằng là hơn 400 tỷ đồng. Vốn công ty tự có là 280 tỷ đồng, còn lại vay ngân hàng. Sau khi dự án hoàn thành, chủ đầu tư được phép thu phí trong 17 năm 9 tháng với hai trạm thu phí T1 và T2 đặt trên tuyến quốc lộ 91. Mức giá thu phí thấp nhất là 35.000 đồng, cao nhất là 200.000 đồng. Sau quyết toán, vốn đầu tư giảm được 300 tỷ đồng, nhưng mức giá thu phí vẫn giữ nguyên. Thời gian thu phí hoàn vốn cho toàn dự án được Bộ Tài chính thông qua cho phép nâng lên thêm 6 năm 4 tháng. Thế nhưng, sau đó một lần nữa, Tổng cục Đường bộ đã có quyết định cho phép thời gian thu phí hoàn vốn của dự án này tăng lên 43 năm, với lý do là thời gian vừa qua có xem xét giảm giá vé cho một lượng xe khu vực quanh trạm thu phí. Kênh Tây Phương xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ phân tích ở cái chỗ mà tại sao người dân An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp lại phản ứng trạm thu phí BOT T2. Thì như các bạn xem thấy nè, đây là vị trí mà đặt ra trạm thu phí BOT T2. Nó nằm ở khúc này nè các bạn. Nằm ở khúc này, mà bên đây là Long Xuyên nè, còn bên đây là Kiên Giang, đường về Kiên Giang nè, bên đây Cần Thơ nè. Thay vì dự án ở bên 91B này thì đặt bên đây đi, đặt bên đây thì mọi chuyện nó ổn rồi. Không, đặt ở chỗ này. Bây giờ người An Giang đi từ đây, nó qua Kiên Giang nè, rồi nó đi vòng qua đây nè, nó lên cầu Dòng Cống nè, thì thật sự đi được cái quãng đường chỉ khoảng 200-300 mét ở khúc này thôi nè các bạn. Đi có một chút xíu thôi mà giờ xe từ dưới chính chỗ ngồi á là tốn 35.000. Xe container là tốn tới 200.000, trong khi đó đi chỉ quãng đường có 200-300 mét. Thì thật sự cái vị trí đặt gì thì làm sao mà người ta có thể không phản ứng được. Thì khi mà để ở chỗ này chắc chắn phải bị phản ứng. Đó các bạn thấy không? Đó là lý do. Nè, cầu Dòng Cống từ đây qua bên đây. Cầu Dòng Cống thì hoàn toàn không thu phí nha các bạn. Cầu Dòng Cống không thu phí. Cầu Dòng Cống đi thoải mái qua tới đây. Thì người ta về Kiên Giang rồi thì mọi chuyện bình yên, không có chuyện gì để nói rồi. Tuy nhiên, những người mà đi An Giang, bên Đồng Tháp đi qua An Giang nè, Cần Thơ qua An Giang nè, Thành phố Hồ Chí Minh nè, đi qua An Giang thì phải đi qua cái đường này, cửa ngõ. Tại vì sau này phà Dòng Cống chỗ này nó không còn hoạt động nữa thì chắc chắn người ta phải đi đường cầu Dòng Cống rồi. Mà đi đường cầu Dòng Cống là phải đi qua chỗ trạm thu phí T2 nằm chỗ này. Đó, thì nó thật sự nó quá bất công cho người dân An Giang. Giống như là cửa ngõ An Giang vậy đó. Ai vô nhà phải tốn phí vậy đó. Nhưng mà phải chi mà tốn phí mà nó xứng đáng cũng đỡ tức. Còn cái đằng này chỉ đi qua có 200 mét này, dự án thì nằm bên đây mà đặt trạm chỗ này. Đó là nỗi bức xúc của người dân An Giang, thì thật sự nó có cơ sở. Nhưng mà bây giờ thì Bộ Giao thông Vận tải đã ngưng thu phí, tạm thời ngưng thu phí để kiểm đếm lưu lượng xe để tính toán như thế nào đó, thì cái đó mình đợi quyết định sau này đó đi mình mới chắc chắn được. Còn bây giờ mình nói về cái vị trí tại sao đặt BOT T2 chỗ này nha các bạn. Ngay từ đầu á thì cái dự án này á chỉ có một khúc thôi, là quốc lộ 91B nè các bạn. Tức là 91B thì từ đây nè qua tới đây nè, tới địa bàn Ô Môn đó, là tới khúc này thôi các bạn, tới khúc Ô Môn này thôi đó.
thì Bộ Giao thông Vận tải duyệt cho đặt cái trạm T2 ở chỗ này nè các bạn, đặt cho trạm thu phí T1 ở chỗ này để thu cho toàn tuyến quốc lộ 91. Thì đúng rồi, thì từ đây nè thu phí, thì từ đây đi qua tới đây nè, thì đúng rồi. Sau đó bẻ chĩa một cái là có cái vấn đề là cái tuyến tránh quốc lộ 91B này các bạn, là cái tuyến này từ đây qua đây đi vô Nguyễn Văn Linh đi qua bên đây để dẫn qua cầu Cần Thơ, thì nguyên cái khúc 91B này nè bị hư hỏng nặng quá, thì mới đề xuất là làm con đường này. Thí dụ như là đề xuất làm con đường này thì giờ đặt trạm thu phí ngay đây đi, thì mọi chuyện nó đâu có chuyện gì xảy ra. Lúc đó thì Bộ Giao thông Vận tải này đề nghị là gộp hai dự án này chung, là 91 nè, quốc lộ 91 tới khúc này nè, bên đây nè, 91B là cái tuyến tránh 91B của đây, tuyến tránh 91B của thành phố Cần Thơ. Cái này thuộc thành phố Cần Thơ nha các bạn, ở trên thành phố Cần Thơ luôn, ở trong nội ô luôn. Nhưng khi mà đề xuất đặt trạm thu phí thì đặt ở trạm T2 ở đầu đằng đây. Ở đây. Đây là một chuyện rất là bất công cho người dân An Giang. Tại vì ngay từ đầu quốc lộ 91 thì chỉ đặt ngay trạm thu phí T1 ngay chỗ Ô Môn đây thì chuyện bình thường đó. Đúng rồi, anh làm nguyên đoạn đường này thì anh đặt trạm thu phí đây đúng rồi, không ai nói. Thì tự nhiên cái anh ghép vô cái đoạn 91B khúc này, cái tự nhiên anh này đặt trạm thu phí ở đầu, ở sát bên cặp ranh An Giang này. Đó là vấn đề đó các bạn. Thì giờ đây là ý kiến cá nhân mình thôi, thì mình thấy đó là sự bất công rất là nặng cho người dân An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, nhưng mà đặc biệt nhất là dân An Giang. Tại vì cái chỗ này, chỗ cửa ngõ của An Giang, thì mọi người đều tới An Giang, đi Châu Đốc, đi Long Xuyên hay đi đâu để đi vô địa phận An Giang đều phải qua cái cửa ngõ này, mà để đặt cái ngay trạm thu phí ngay cửa ngõ thì chưa hết trơn là người ta thấy không có thiện cảm. Mà vừa bước vô thành phố Long Xuyên, chuẩn bị bước vô thành phố Long Xuyên đã bị tốn phí rồi, mà nó không có xứng đáng. Người ta không có đi nhiều chứ phải, như người ta đi từ Cần Thơ qua tới đây người ta đóng phí đây thì chuyện quá trời bình thường rồi. Ăn bánh thì trả tiền, thì có ăn bánh thì vô trả tiền là chuyện bình thường. Đằng này người ta không có ăn bánh mà bắt trả tiền, mới liếm cái trả nguyên một bề luôn. Đó, nên bây giờ thành phố Long Xuyên bên tỉnh An Giang người ta đã đề xuất, bây giờ nếu như anh muốn đặt ở đây anh thu cũng được, nhưng mà với điều kiện giờ anh chia nhỏ ra đi, toàn tuyến này là khoảng 37 km, là tuyến 91 thôi nha các bạn, còn 91B nữa riêng khúc nữa. Thì giờ chia nhỏ ra thì người ta tính toán rằng ở đây khoảng 300 m, thì nó khoảng 1.000 mấy 2.000, thì người ta sẵn sàng người ta bỏ ra 2.000 để người ta đi 300 m này, thì về tình về lý đều đúng hết. Nhưng mà cái cách tiến hành như thế nào á, thì Bộ Giao thông Vận tải này đang suy nghĩ đắn đo tính toán như thế nào đó, thì thật sự mình chưa có biết. Thì vài ngày nữa đây người ta sẽ công bố thôi các bạn. Thì các bạn hãy cùng mình để xem, theo dõi cái Bộ Giao thông sẽ làm như thế nào nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.